chào bà con nhé. Hôm nay chủ nhật, em định ngủ cho sương mắt mới dậy cơ. Nhưng đột nhiên lại có khách gọi đi đón mấy thanh niên hoi. Đêm qua đi tán gái bị thanh niên làng đuổi và đang nấp trong hang chuột bà con ạ. Đến nhục thôi, kiếm vợ mà vất vả thế, thì ở nhà xem hoạt hình cho sướng chứ vợ con làm gì cho nó đau cái thủ ra. Đã thế lại còn mất tự do nữa chứ. Mà đây rồi, chuyến mở hàng trong ngày của em đây, là bốn thanh niên ế bà con ạ. Chả biết các chú nghĩ gì nữa, thời đại 4.0 rồi, mà vẫn còn lẽo đẽo đi tán gái hả? Giờ internet phát triển rồi, ngồi nhà cũng đếm lông cho nhau được, mà làm sao phải đi cho vất vả ra không biết. Chả bù cho em gì, cứ nằm nhà online xem hoạt hình, tán gái thôi, đấy có 3 năm thôi mà em cũng sắp có người thương rồi đấy, sao phải đi đâu cho mệt. Mà về tới nhà rồi này, mỗi chú quăng anh 2 lít là ok, mà nhà có gì ăn thì mang ra anh làm tí, chứ sáng anh chưa chăn run, giờ sợ nó đói. Thôi em chào bà con ạ, bà con nhớ đăng ký YouTube ủng hộ em nhé.